Dạ đi dở dớn cả nhà, trời mưa nè, sáng bà chị dở gò rồi, giờ dở nó dính luôn. Cái gồ cái chì chè chiền hồi nãy cái con kia nó sát em không cẩn được chặt nó nè, thấy vậy là cũng bởi vì nhậu quan chứ cũng chở chứ cái chè. Ôi chè ơi, hạng con cá nè. Cá nó bị chậu cái nó chè con cá nữa để có sống cái gì là cái nhỏ hơn kia chung cái nữa. Ranh giới gì cũng đỡ, con thua vậy. Cái gô cái chai không. Quá trời gô cái chai vàng. Cá bự không luôn. Quá trời đã. Ô nè. Ba cũng có cái chì vàng luôn, cá chớp ít. Cá chớp ít. Đâu rồi? Cá chì vàng với cá gô tha mà coi nè. Quá trời. Cái này cá chớp ít hơn cái hồi nãy. Cái gì mà đặc biệt ở đây không có cá lồng tông nha. Ở đây không có cá lồng tông. Bốn con cá chì vàng luôn. Chì vàng với chì dừa. Đó
bữa đặt là nước cạn lắm, hôm nay nước lớn, nước lớn à. Mày dở cái giấy mà kia thì có. Cái này được nhiều cá rô đây. Chắc 2 ký như cá chốt. Đợn ký phía ngoài. Cá chê được 3, cá chê vàng lai. Thành quả cái dở giấy. Nó dở dến được nhiêu nè cả nhà. Bây giờ mấy chị em xúm lại làm này. Cái này chiên tươi, cá chê vàng. Còn cá rô thì úp lát nữa úp kho với trái bầu. Cái chốt này thì để đây tủ lạnh. Bắp chảo chiên cá chê. Chèo nóng rồi bỏ cá vô chiên. Chị Hai đang làm nước ống gừng. Cá chê vàng chấm nước ống gừng. Ây da. Cá chín xong cả nhà. Ngon lên nè. Cá rô cả nhà. Cá rô kho bầu. Sáng nó mua được trái bầu ngon. Cơm thấm đậm.
nấm nước mắm này. Để ông Hải mới có ủ cá rồi. Bữa đi má rảnh má nấu. Hoa lạc đó, cho nước hơi ngập ngập chút. Tại vì lát nữa mình bỏ bầu vô nữa đó. Bỏ bầu vô. Thôi bầu nó tắm. Màu na xèo luôn không sợ. Màu sáng mới cắt luôn nè. Giá là căng lương thì thấy hai trái bầu mới cắt luôn. Mua hai trái luôn. Chiếc bột. Cá nó thấm một chút cái vỏ bầu vô. Cá chín mà ngon luôn. Mười xuống nữa, cá nó mềm. Cái này nó cũng chưa mềm hơn, ăn được. Cá cũng sắp chín này, không có bầu vô. Bầu này mình nấu cho nó mềm luôn. Nó hồi là nó thắng xuống nó mềm chưa. Cá chín này cả nhà Út bỏ hành với ớt vô. Này mình kho bầu kho lạc mình thành ra là mình bỏ hành. Ngon quá à. Bầu non rồi cá rô quá con ngon ghê luôn. Chín rồi. Cá chín này cả nhà ơi, thấy ngon quá trời à. Cá này nãy Út chiên trước nè, cá chê vàng với cá chạch, nãy được hai cá chạch. Chị dâu thì làm chén nước mắm gừng rồi, chị hai mới làm. Bây giờ Út cũng dọn ra nè, giờ mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình của Út nha cả nhà. Nhìn hấp dẫn quá cả nhà. Nhớ lên, cùng nhớ em. Hấp dẫn nha. Út đâu? Cô mà, phải vậy. Rồi, mời cả nhà ăn cơm với gia đình của Út cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm với nhau. Bầu thì bầu non. Cái nước mắm kia em nếm nó ngon quá trời luôn. Nước mình ăn được không mình phải bớt rồi đó. Ngon nước ngon mình phải ăn cái chè nè cũng dễ rồi. Cái chè cái lóc nó không phân biệt được, nó hỏi cái này cái gì mà nó ăn cái này nè mà nó không biết, nó không phân biệt được đấy. Cái này ngọt ngon có cay không ăn được. Nhìn nó vậy mà em tưởng cay, không cay. Bừng á. Nó ra như vậy chưa? Dương có được không? Có trứng không? Không phải. Các bảy thằng ẩm nằm cá rồi cái như không á. Ẩm được không á. Chỉ cái hai chậm làm tối ngày nó chịu cũng vậy. Nó về cũng như nó nấu ăn. Nhưng nấu hả? Cũng như nấu. Ẩm được không? Ẩm được không? Ẩm được không? Ẩm được không? Cá tháng này chín quá nha.
trứng là bắt đầu nó đẻ tới 10 xuống nè. Nước lên đó. Con nằm trứng hết trơn. Má mày cá luôn nằm trứng. Cá chết vậy luôn. Cái bào nó ngon lắm, bào nó ngọt ngay. Mình chấm nó bánh quỳnh thôi. Nhìn nhìn mà nó không cay. Không cay. Nó mới ăn nó bắt nè, nó xèo. Không kịp nặng nó thì nó cũng xèo. Chị biết sao em để đầu không? Để đầu cho chiên để cho mấy chó ăn luôn, nghiệp đó. Chứ bỏ đầu cái chiên nó đâu có cái gì ăn đâu. Tất chê nè. Còn sẵn chiên đó, cái bẻ ra cho nó ăn. Cái đầu nó không có thịt hàng đó. Kéo cái gỗ ra đầm lạnh đi anh. Anh đó. Bỏ cái nước này. Mình xem cà chê. Chê này lắm à. Lắp thịt sáng. Nó thấm gì vậy? Nhìn thấy cái rô kìa. Rô nhắc lên nè. Này con cá này nó uống mềm nè. Con nguyên con á. Nhắc lên con ăn luôn. Cảm nhận cái mương cá ghê vậy trời. Cái phút đó nè. Mới sáng dở vậy chiều dở đóng hả? Hiểu nổi gì? Nó đâu giữ cái giường đây à? Mà không biết. Hồi nãy như cái giếng này chín nhiều hơn cái giếng lẳng không? Vậy là lần này là ở ngoài ngoài không vô. Ừ, vậy là cái giếng ngoài xăm cái người xăm vô nhiều, còn trong kinh ra ít. Trong ruộng ít đúng à. Thì ngậu nói là mười mấy cái chê trắng với chê vàng lẫn cộng á. Mười mấy ký á. Nghe nó thấy ham rồi. Sáng em về trễ thôi, em về sớm không gây à. Thì chỉ mới dở đâu chừng tiếng hồi là em về tới đó. À, tới mình dở là phải tiêu hồi mới làm dính vậy. Đây nè, tới sáng là phải dở kiếm nữa nè. Giống như mình không nó đậm nó cái nó vô cái kinh này nè. Nó ngồi vô đây cái nó bị dính vô chứ luôn. Nhảy dính chữ thịt chứ. Thương bỏ đây con. Ăn vậy vậy. Cháu đó cháu, có gì tư hả Quỳnh? Trứng á, trứng cái chê vàng đó, nãy có con trứng không? Nói chung là cá chiều nay con nằm trứng hết trơn. Video đến đây Út xin tạm dừng, xin hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Út xin cảm ơn cả nhà đã xem hết video, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ hạnh phúc. Cảm ơn cả nhà.